Kim Luyến xin mến chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Kim Luyến Bolero đam mê nghệ thuật. Hôm nay thì Kim Luyến trò chuyện với mọi người một chút xíu trước khi hát. Thì thật sự ra thì Kim Luyến không phải là ca sĩ, cho nên là có một số bình luận cứ nói là ca sĩ thì Kim Luyến xin đính chính lại là Kim Luyến không phải là ca sĩ. Kim Luyến chỉ hát vì đam mê, vì là cái đó là cái niềm đam mê từ nhỏ tới lớn rồi. Và chính vì không phải ca sĩ mà cũng không có thời gian để trau chuốt cái bài hát và không có thời gian để tập luyện á, thì giống như mọi người thì ngoài công việc thường ngày thì mọi người rảnh rỗi mọi người karaoke, thì Kim Luyến cũng vậy. Ngoài công việc thường ngày thì rảnh rỗi Kim Luyến là vô hát. Thì có một số người yêu cầu á, có nhiều bài Kim Luyến chưa có biết luôn, chưa có nghe luôn, nhưng mà tại vì mọi người yêu cầu nên là Kim Luyến không thể phụ lòng, cho nên là Kim Luyến nghe sơ qua rồi hát lại. Và như ca sĩ thì người ta hát những cái bài người ta thuộc và người ta tập rất là lâu, và chỉ hát những cái dòng nhạc nào mà thích hợp với giọng của người ta thôi. Còn Kim Luyến thì hát đam mê mà, cho nên là hát tùm lum hết. Và cũng có lúc cái hơi của mình, cái giọng của mình nó khỏe, có lúc nó bị đuối, và cũng có những cái ngày mà mệt mỏi á. Nhưng mà Kim Luyến ngày nào cũng ráng cố gắng hát để có bài đăng, cho nên là có nhiều lúc hát cái nhạc sôi động mà có khi hát tới 2-3 giờ sáng mà hát cái bài đó. Có những cái bài mà Kim Luyến phải che che ngắt ngắt bớt đi, là để che những cái lúc đang ngáp á, Kim Luyến phải cắt bỏ những cái đoạn đó. Cho nên là có người bình luận nói là hát bì này phải sung một chút xíu nữa, sơm chút xíu nữa, thì thật sự rất là nó giống như là lực bất tòng tâm vậy đó. Với lại mỗi khi mà Kim Luyến hát á, thì nó không phải như là mọi người nghĩ là như một cái phòng thu. Cái này Kim Luyến chỉ dán lên để làm background mình quay thôi, cho nó đẹp thôi, chứ nó không phải là phòng thu. Kim Luyến chỉ hát giống như karaoke ấy, mình hát một lần một, chứ không có nhiều, nhiều khi không có được cái thời gian để mình hát lần thứ hai nữa. Cho nên là nó hên xui, nó cũng hên xui, bài thì hát được, bài hát không. Chứ là, và chính vì vậy mà mọi người đừng có gọi là ca sĩ, tại vì mà nói ca sĩ thì bị ném đá chết. Không ai ca sĩ mà hát tệ vậy hết á. Kim Luyến chị, nhiều lúc không phải là mình không tôn trọng khán giả, nhưng mà thật sự là không có thời gian, cho nên có những cái bài á, mình biết cái chất lượng nó rất là kém. Có những cái bài mà mình thấy khi mà đăng lên không biết sao tự nhiên nó bị lỗi cái này cái kia, rồi chữ thì ví dụ như chạy bị giật hay là bị gì đó. Kim Luyến cũng khi đăng lên là Kim Luyến có nhiều lúc Kim Luyến không có thời gian để mà xem lại luôn á, nhưng mà tối á, thì Kim Luyến mình xem bình luận thì trả lời thì mới thấy những cái ý kiến đó, thì mong mọi người thông cảm giùm. Với lại cái bình vô chăm sóc kênh đó mọi người, thì Kim Luyến chỉ xem được những bình luận mới thôi, thì là mình sẽ xem những cái bình luận mình chưa phản hồi. Chính vì vậy mà nếu như cái có một số người thì muốn trả lời tiếp với Kim Luyến vào cái bình luận cũ, như Kim Luyến trả lời lại thì cứ trả lời tiếp Kim Luyến vô cái bình luận cũ thì Kim Luyến sẽ không xem được, nó bị trôi mất. Tại vì Kim Luyến vào thì chỉ xem cái phần mà mình chưa phản hồi thôi. Khi Kim Luyến trả lời lại á, thì mọi người có muốn nói gì thêm á, thì mọi người bình luận vào một cái bình luận mới, hoặc vào bài đó, hoặc là bài khác, bài mới nhất gì cũng được. Nhưng mà là một cái bình luận mới, đừng có bình luận tiếp theo nha mọi người. Nếu mà như vậy thì Kim Luyến sẽ không xem được. Còn cái chuyện mà có một số người nói là có hiện cái dòng chữ tào lao lên vì không hát được, rất là bức xúc. Hôm nay thì Kim Luyến sẽ quay cái clip ngắn để hướng dẫn mọi người làm giùm. Tại vì Kim Luyến đã làm karaoke thì sẽ cố gắng làm chữ cho rõ để cho mọi người hát. Còn cái dòng chữ đó thì nếu mà là quảng cáo nó che lấp thì mọi người tắt nó đi. Còn nếu nó không phải quảng cáo thì nó do là cái đề xuất hay gì đó, mấy cái đó thì Kim Luyến bó tay. Còn nếu như nó là về cái phụ đề á, cái thiết bị của mọi người á, mình cài cái chế độ phụ đề á, cho nên là khi mà Kim Luyến nói chuyện này nọ thì hát lên á, thì cái phụ đề nó sẽ nổi lên, hàng chữ nổi phụ đề lên, nên mọi người làm theo cái hướng dẫn của Kim Luyến, tắt cái phụ đề đó đi giúp giùm Kim Luyến nha. Như vậy nè mọi người. Và để tắt cái hàng, cái dòng chữ mà đè lên, dòng chữ mà phụ đề mà đi đè lên cái hàng chữ karaoke mình không hát được á, thì cả nhà giúp giùm em là nếu mình xài laptop á thì mình sẽ vào cài đặt, và nó có chữ hàng chữ phụ đề, mình bấm vào tắt nó đi là xong.
Còn nếu như mà mình xài điện thoại á, thì ở đây là có cái Còn anh nơi tiền tuyến, chúng ta khi hát này nó lên như thế cách này đi, xa rồi nhưng tình thì mình đâu bấm vào cái màn hình, nó sẽ có cái ba hàng, ba chữ, ba dấu chấm hàng dọc như này nè, thì mình bấm vào ba chấm, mình kéo lên đây sẽ có cái chữ phụ đề, rồi mình vào tách phụ đề đi. Hy vọng là sau cái clip hướng dẫn này thì sẽ giải quyết được cái bức xúc của mọi người đã không hát được gì cái vòng dòng chữ mà gọi là tào lao á. Thật sự thì Kim Luyến không có biết rõ đó là cái dòng chữ gì luôn á. Cũng có thể là do quảng cáo, do đề xuất. Và cái mà Kim Luyến nghĩ là phần lớn chắc là do là phụ đề, tại vì một số ít người thì có ý kiến nói như vậy thôi. Có người thì nói là rất là bức xúc vì không hát được cứ cái dòng chữ đè lên. Mà Kim Luyến có trả lời hoài luôn mà sao vẫn có những cái phản hồi như vậy. Thì hy vọng là hôm nay sau cái clip này thì sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe, đã ủng hộ Kim Luyến trong thời gian qua. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Làm sao vắng anh em buồn em thất tình, nói gì đây phút giây ai đành xa cách, nhớ về anh bao ngày qua sao nghe nặng tình, đời vắng anh thêm u sầu một mình em. Làm sao vắng anh em buồn em thất tình, nói gì đây phút giây anh ở xa cách, nhớ về anh bao ngày qua sao nghe nặng tình, đời vắng anh yêu u sầu một mình em. Làm sao vắng anh em buồn em thất tình, nói gì đây phút giây ai đành xa cách, nhớ về anh bao ngày qua sao nghe nặng tình, đời vắng anh thêm u sầu một mình em. Làm sao vắng anh em buồn em thất tình, nói gì đây phút giây anh ở xa cách, nhớ về anh bao ngày qua sao nghe nặng tình, đời vắng anh yêu u sầu một mình em. Cuộc tình tươi đẹp như là mây, như là mưa gió đưa về đâu, có thương nhau như ngày xưa trong vòng tay nói yêu ngàn lần. Biết làm sao vắng anh em buồn em thất tình, nói gì đây phút giây anh ở xa cách, nhớ về anh bao ngày qua sao nghe nặng tình, đời vắng anh yêu u sầu một mình em. Chất ngất giờ như hồng phai nhanh, em hờn em dối mang cô đơn chân lối về.
nhiều lần gặp người muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành công, sợ rằng đường về không còn xa. Nhiều lần chậm nhìn em thâm lắng, nét thơ ngây chưa vương sầu lắng. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xưa nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành câu. Nhiều lần chậm nhìn em thâm lắng, nét thơ ngây chiều vương sầu lắng. Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào, tình đơn phương đôi khi lòng anh sao xưa, nàng ơi hãy biết chăng anh đã yêu từ lâu. Giờ nụ hồng phai nhanh, em hơn em dối mang cô đơn trên lối về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.